Thầy Minh Phước con lên tình thầy. Rồi, con đã viết thơ tình cho thầy. Con tập mấy bữa đài sao được không? Khá không con? Một tập tính ra đài. Tập tháng đài thì con thấy con mới nhận là được cái cảm giác của cái sự nhiếp tâm. Trong khi con đưa tay vô một lần thì con thấy nó rõ ràng, nó không có niệm. Sau khi đó con mới xả ra thì giọng cái gì cũng xả đó. Nhiều khi nó cũng con có để ý là thấy nó nhiều khi nó có không niệm, thấy nó giảm bớt nhiều hơn so với lúc trước. Cho nên con có trong đó con có trình nữa, nó có tăng lên nữa thôi. Tăng à, vâng. Phải tập cho nó nhường nhuyễn, thật nhường nhuyễn như này, từ cái căn bản, rất căn bản, sau đó thì sẽ cho mấy con tăng lên. Thì đọc qua đây thì thấy nó còn hay tự tăng lắm. Ham quá không có được, đây là tèo cũng cho cao lên rồi nó rớt xuống một cái là giới nữa. Sao tụi tu cực quá mà giờ không còn cái gì hết trơn. Cho nên vì vậy mà phải nghe lời thầy thôi, thật nó kỹ lưỡng. Còn cái gì mà trong thân nghiệp mà nó đau bệnh hoặc cái gì là gì thì cái đó cái phần riêng của con, là trình riêng cho thầy sau này thì thầy chỉ chỉ dạy cái phần riêng, cái đây không có dạy chung cho chúng, con hiểu không? Thầy sẽ dạy riêng cái phần riêng để con sẽ có cái cách thức để mà xả, để mà đuổi những cái nghiệp thân của mình nó đang có sự hoành hành trong thân con. Còn bây giờ là cái giờ và này là cái phần dạy chung cho mấy con cách thức nhiếp cho được và an trú cho được tâm, cũng như là dạy cho mấy con ngăn ác diệt ác xả tâm cho cái con. Khi mà các con tu tứ chánh cần nó sẽ đúng cái trạng thái của tứ chánh cần, phải nhiếp tâm như thế nào đúng cái trạng thái của tứ chánh cần để cho mình ngăn ác diệt ác, để kết quả của nó sẽ cụ thể và rõ ràng và nhanh chóng hơn, nó không mất gì. Chứ không khéo nó lộn từ cái trạng thái này nó lộn qua cái phương pháp khác, mấy con sẽ thấy nó dễ lầm lẫn. Cái người mà tu mà ngăn ác diệt ác, tăng tiền tăng trưởng tiền, nó cái trạng thái của tứ chánh cần nó không giống như trạng thái của tứ niệm xứ, nó không giống cái trạng thái của cái trạng thái mà ức chế nhiếp tâm. Chứ không khéo thì mình không dùng cái đối tượng của hơi thở của cánh tay của mình để ức chế nó, mà mình dùng cái trạng thái bất động của nó mình ức chế tâm mình, nó cũng sai nữa mấy con. Cho nên thầy sợ lắm, bởi vì pháp của Phật nó nhiều cái cách thức tu tập, mà mỗi cách thức nó một cái trạng thái vô hình ở trong cái tâm của chúng ta. Không khéo chúng ta làm một cái điều đó nó sẽ lạc qua một cái pháp khác mà chúng ta không biết. Thay bây giờ con tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, thì con ở lẽ ra ở trên cái trạng thái bất động thanh tạng an lạc vô sự gì, mà cái trạng thái nó đâu phải là tứ niệm xứ đâu, nó là tứ chánh cần. Thì lúc bây giờ chúng ta còn đang niệm ào ạt mà nó không niệm, thì coi chừng chúng ta dùng cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự là ức chế nó. Các con thấy nó trật rồi đó. Thay vì người ta dùng cái đối tượng của người ta, cái hành động ra vô thì đúng pháp rồi, mình dùng cái đối tượng mà không có hành động, không có sự rung động của cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự bằng cái phương pháp tác ý để dẫn nó vào trong cái trạng thái đó, rồi chúng ta nhiếp tâm ở trong cái trạng thái đó, hoàn toàn nó không niệm. Nhưng mà chúng ta dùng một cái trạng thái vô hình, cái trạng thái vô hình chúng ta chế tập. Thầy lo lắm chứ, thầy biết mấy con sẽ bị lạc chứ không phải không? Bởi vì làm một vị thầy là người ta đã nắm hết được những cái trạng thái khi mà tu tập đến cái chỗ nào, cái gì ở chỗ trạng thái nào, cái chỗ đó bước lên cái pháp đó nó phải ở chỗ cái trạng thái đó nó mới đúng, mà chưa được cái trạng thái đó mà bước lên cái pháp đó là người ta biết tu không đúng. Thầy dẫn dắt mình đi từng chút. Còn riêng phần con thì cố gắng tu tập, đừng tăng lên nữa, không tăng gì hết. Thấy được đừng có tăng, đừng có vội. Tập thường thuộc cứ giữ cho đến khi mà thấy lúc nào mình làm cũng thoải mái, dễ chịu, nhất một cách được cụ thể rõ ràng. Thấy kỳ này ngon lành rồi. Lúc nào tao tu thôi, chứ tao tu rồi cái đầu mày cứ ngắt lắm, không có ra một cái niệm nào được. Coi như là tao khép cửa mày không vô được đâu. Cũng như bây giờ cái nhà này có một cánh cửa vô thôi, mà bây giờ tao gọi là tao đóng cửa rồi thì không có cái vọng tưởng nào mà gọi là xuyên vô đây được. Thì đó là mấy con giỏi, là nhiếp giỏi rồi đó. Thầy coi như là chấm điểm tốt rồi đó. Không? Còn bây giờ cái cửa mấy con đóng mà chúng chen vô được thì dở quá. Mà về mấy thằng trộm nó chen vô, trời đất ơi, thôi của cải tài sản này nó kính hết. Có phải không mấy con thấy không? Bởi vì mấy con tu mà có niệm á, là cái cửa của tâm của mấy con nó không có thanh tịnh là
cái tụi bọn ăn trộm, ăn trộm lúc này nó đem cái đồ dơ bẩn nó đổ trong nhà của mấy con, đủ thứ trong đó, nó đổ ba cái thứ tham sân si đầy trong nhà, cho nên nó hở ra cái mấy con tham sân si liền. Cái bọn ăn cướp ấy, nó vô nó xen vô, thì thầy cho những cái niệm vọng tưởng của mấy con là cái bọn tham sân si, cái bọn ăn cướp ấy, nó vô, mà nó vô được cái nhà của con rồi thì cái tâm của con nó đục ngào, nó nhơ bẩn, ô uế vô cùng. Cho nên ở đây chúng ta muốn cho cái nhà tâm chúng ta thanh tịnh á, thì nhiếp tâm là đóng cái cửa cho kỹ giùm thầy. Hai con như thần giữ cửa, mà giữ cửa kiểu này là hết làm thần giữ cửa. Còn cái cửa chỗ con á. Cho nên vì vậy mà người ta dùng cái thân hành của mấy con để cho cái con tỉnh, đừng có cho cái thằng đó nó len vô cái cửa này. Cho nó len vô nó hiện ra cái tướng trời rồi. Cũng như mấy con tu mà không thầm thì miên cái tờ cái thằng mu si này, cái thằng điên này nó vô đống này thì cái nhà này á, kể như là cái nhà quan rồi. Nó còn ai mà biết ở trong này, có phải không? Khi mấy con ngủ còn ai biết ở trong này? Cái nhà qua không? Cho nên mấy con nhớ kỹ vô thầy, đừng có để hai cái thằng này xen vô. Cái thằng lung tung nghĩ cái này nghĩ cái nọ kia thì không có cho xen vô, mà cái thằng hôn trầm thì miên cũng không cho vô. Thằng này là thằng điên, nó vô đây nó không có làm cho ai mà sáng suốt gì được, mờ mà hết cái nhà này ấy, như là cái bóng đêm mà. Cho nên nhất định là không có cho nó vô. Khi thời gian mấy con tụ, nhưng mấy con nhớ rằng cái thời ngủ, cái giờ ngủ là cho phép ngủ hoàn toàn giờ nào ra giờ nấy. Ở đây lúc bây giờ là chuyên sâu rồi, chúng ta không có dị tình cái thân này nữa. Bây giờ cho mày mất ngủ mày chết là cũng cho luôn á. Anh cho nó mất ngủ cho nó chết đi vô rồi, đặng mình kiếm cái thân khác cho nó khỏe hơn, cái thân này già rồi. Còn như con là chết ổn, còn thanh niên mà chết ổn. Sức khỏe vậy mà chết đi đầu thai làm nít cực khổ. Cho nên bây giờ mượn cái thân này tu cho được thôi. Cho nên gì về ráng tập, đừng có tăng lên cho thầy, thấy không? Vì là còn ráng một phút cho nó thân hợp thục. Đúng vậy con, hứa với thầy chắc chắn như vậy. Thì thầy sẽ dẫn dắt tới nơi đây cho thầy, đừng có tăng gì nữa. À, nhớ giờ hôm nay là những cái điều, những cái ngày mà thầy đến đây hôm nay, thầy mấy con thấy đâu có người nào mà dám lên 30 phút nữa đâu, không dám đâu. Hôm đó còn đưa tay 30 phút rồi chứ hôm nay mà dám đưa tay 30 phút đâu. Phải không? Mấy con thấy giấc thường đưa tay 30 phút mà bây giờ hôm tầm thiên nhiên nó dập tan nát hết chứ đâu phải chuyện dễ đâu. Thầy nói thật sự đó, khi mà an trú rồi cái pháp của mình nó thưa rồi thì coi chừng chứ không phải dễ đâu. Còn cái nhiếp tâm mà an trú có khi được 30 phút có khi không, mà mình nói 30 phút là chết đó, không dễ đâu. Cho nên nó lọt qua cái cửa này không phải dễ được, mà lọt cố gắng một phút cho thầy. Thà là từ tu ít mà chất lượng cao thì lần lượt thầy dẫn mấy con đến 30 phút một cách dễ dàng không khó khăn. Rồi một ngày nào đó mấy con thấy 30 phút dễ dàng quá, có gì khó. Các con coi thường nó đó, tu rồi mấy con coi thường 30 phút đồ bỏ đó. Mà bây giờ một phút rồi mấy con thấy không có chuyện dễ với nó đâu. Cho nên cái sự tu tập là phải như vậy. Tu tập mới thấy được cái khó của cái lúc mới tu và cái khó của tu lâu. Cái khó của tu lâu nó có cái khó của nó, mà cái mới tu nó có cái khó của mới tu. Chứ không phải nó dễ thôi. Khi nào tu xong rồi nó dễ. Trời đất ơi, tưởng gì chứ tứ thần tốt, tưởng gì chứ tam huynh, tôi làm cái rẹt rồi biết hết. Nhưng mà tự mình tu rồi. Còn bây giờ nói về tam huynh thì người ta con cũng như người mù ấy, nó biết đứng gì. Thật sự ra thầy nói thật sự, khi một người làm rồi thì người ta coi như tam huynh, nó không có ra gì hết. Chỉ là một cái dạng lực ở trong thân của chúng ta thôi, không có cái gì mà gọi là đặc biệt vĩ đại gì hết. Nhưng mà ở ngoài mà nghe nói có tam minh, trời ơi, ông này chứng quả là ngon lành thì chứ ta đâu có gì, không có gì. Chính cái chỗ bất động tâm của mấy con sống rồi mấy con mới thấy đó là cái giải thoát. Con thấy bây giờ chỉ trong vòng một giây một phút mấy con đạp tâm bất động thanh tạng là biết rồi. Mà mấy con thấy một cái trạng thái hiện ra bất động thanh tạng thật sự. Chứ bây giờ cái tâm bình thường của mấy con bất động thanh tạng thì mấy con có nhận ra. Nhưng mà nó đâu phải vậy đâu. Chưa đâu. Khi nó kéo dài ra nó khác xa lắm. Nó thật sự bất động thật sự chứ đâu phải. Còn bây giờ mấy con nó bất động chứ người ta la tiếng cái nó động liền. Trời xét mấy con giật mình chúng dưới bàn nó là khác. Có phải không mấy con hiểu không? Bây giờ mình là người bình thường mà, cho nên mình còn chấp ngã, cho nên mình sợ chết chứ nào nghe có xăm một cái là chúng dưới bàn trốn liền chứ đâu có dám ngồi hoài không. Cho nên cái hành động của một người bình thường nó khác với cái người mà bất động của người tu. Người bất động bây giờ mà thầy nói thiên lôi, bây giờ cả 100 ông thiên lôi xuống đây cầm tăng xét làm rầm rầm, ông ngồi căng chân, ông không sợ bất động của cái người tu chứng, nghĩa là ông không sợ. Thầy nói như thế này để mấy con thấy, xuống đồng đại bác mà kêu nó pháo vẫn ngồi bất động, không sợ.
không có sợ gì hết. Trong chiến tranh các con biết thầy thì chưa có cái lực đó đâu, trong chiến tranh thầy ngồi tu mà thầy chỉ có nhiếp tâm được thôi. Mà máy bay nó bắn đúc kết ở trên cái chỗ cái am thất của thầy, cái chỗ mà cái tượng Phật nằm á, thất của thầy ở đó đó, mà máy bay về ruộng nó mà nó bắn vô rồi lính nó khủng bố trong, nó đi bố trong cái vùng này mà Mỹ nó bắn răm răm ở trong này, bắn gì bắn, thầy ngồi bất động. Chừng mà quân đội đến nó thấy cái ông này sao ông ngu quá vậy, sao đó ông nằm xuống nó bắn chết ông sao, thầy cũng ngồi trên cái tảng đá ở trong cái thất thầy có làm cái tảng đá, thầy ngồi sừng sững. Nó đi nó nói ông sừng nó la ông sừng vậy, thầy ngồi tù nó không bắt thầy chúng nào, nó thấy thầy luôn. Nhưng mà nó thấy thầy nó quảng hồn đấy, thầy ngồi chúng nó cái nhà thầy vậy, máy bay bắn đạn lũng nhà thiết mà thiết đen lên không có biết này lũng nát mà thầy không sao. Thầy nói giới luật hay việc thiền định cũng hay, chứ nhiếp tâm an trú nó không lũng mà chúng nào, chứ còn mấy con mà ngồi lơ mơ mà sợ nó lũng mấy con hết, tại vì mấy con sợ. Còn thầy thì không sợ, cho nên cái sức nhiếp tâm an trú nó có cái sự bảo vệ con. Cho nên thầy nói làm sao mà cái nhà của mình lũng lỗ như vậy, như thế này lũng lỗ mà cái thân mình làm sao mà nó tránh được đạn được, chắc có lẽ là nó cũng xỏ vô mà điểm bạc. Thầy nghĩ gì chứ thầy không biết, nhưng mà điều kiện là thầy ngồi bất động thì các con thấy Phật pháp nó di diệu đến cái mức độ, cái từ trường của nó đến mức độ mà chỉ đó là nhiếp tâm thôi, nhiếp tâm an trú. Mà bây giờ nhiếp tâm an trú của mấy con vậy là chúng bắn đổ ruột ở chứ ở đó có phải không. Còn nhiếp tâm như thầy không có vọng tưởng, các con nghe nói thầy lên thầy lên trên chân không, thầy tu dưới huynh đệ trên đó tu pháp tri vọng gì 30 phút không niệm khởi. Còn bây giờ mấy con một phút mà có niệm rồi, nhưng mấy con nghĩ sao 30 phút với thầy có phải không. Nhưng mà một phút của mấy con không niệm bằng 30 phút thầy không niệm, bởi vì thầy đặt sẵn ở trong cái đời trước của thầy rồi, cho nên cái sự nhiếp tâm của thầy nó dễ dàng của mấy con, một niệm của mấy con dụng công. Còn thầy từ 30 phút trở lên thầy mới dụng công, nó khác tự nhiên rồi, nó tự nhiên lắm, bởi vì ngồi lên không niệm làm như thầy tu hồi nào đâu, thầy cũng chẳng biết, lên đâu huynh đệ ngồi rung đùi hết, thầy không rung. Con không hiểu gì hết, nó làm cái duyên của thầy mà. Cho nên nhờ đó mà thầy tự tu tự chứng. Chứ còn cỡ như mấy con mà giờ mà đem một đống tạng kinh nguyên thủy ra mà nghiên cứu chắc tu trật lắm hết. Các con nghĩ nó chưa có đủ. Còn cái sức định của thầy nó đã tìm kiếm, nó đã có như vậy rồi. Cho nên thầy biết nó rất quý, nhất tâm an tu nó rất quý. Vậy mà thầy dạy mấy con mà tu không được thì mấy con dở quá, dở thiệt dở. Đem cái pháp quý báu vô cùng, thầy nói như vậy không phải là nói thầy hay đâu, mà để cho mấy con thấy cái lực của phương pháp nhiếp tâm an trú mà trong lúc đó thầy có định đâu, trong thời chiến tranh mà. Cho nên vì vậy mà thầy ngồi mà xuống đạn bắn vậy mà không rớt cái trúng viên nào thầy, thì cũng là thầy hồi đó thầy gan dạ lắm, thầy không có sợ chết, thầy nói chết cũng là một đời tu hành của mình thôi. Cho nên thầy ở trên Hòn Sơn cũng vậy, chết bỏ chứ nhất định là thầy quyết định là tu tới nơi tới chỗ. Cái liều của thầy làm gan dạ thì ghê gớm, thằng cao cả mình chết bỏ chứ còn không có bao giờ mà đi xin cô mạng nữa. Nhất định là ăn là sống, nó làm gì làm thầy, hoành hành thầy gì nó hoành hành với mình, và thầy không làm sao thầy được, thầy không có đầu hàng, thầy nó ăn rau là ăn rau, nó làm đói thì mệt là chúng mặt là gì chú không con thấy không. Cho nên cái gan dạ, cái bền chí, cái sức dẻo dai á, nó đưa mình đi đến chỗ nào chứ không trốn đâu. Chứ còn mà nếu mình thiếu cái sức gan dạ, thiếu sức bền chí, nó hơi khó khăn cái mình nằm. Thầy thì càng khó khăn bao nhiêu, thầy vượt qua bao nhiêu, thầy không đầu hàng trước cái nghiệp của mình. Cái khó khăn. Còn biết sóng gió chừng như bao nhiêu thầy vượt lên hết. Hôm nay mới có mấy con ngồi gần thầy, còn cỡ mà thầy cũng vượt, chắc chắn là thầy ẩn bóng đâu thì nhập niết bàn nữa là khác. Nếu mà thầy tiêu cực một chút nữa, dạy mấy con giải thoát chứ thầy còn cái gì nữa mà thầy ở đây mà thầy cực khổ như thế này. Thầy chỉ vào niết bàn cho khỏe cái thân của thầy, hoặc là thầy kiếm cái hang nào thầy ở cho phải sướng không, để giờ mà đi dạy gì cũng cực thầy chứ bộ, nói bộ không mệt thầy đâu. Các con hiểu. Nhưng mà thầy thiết nghĩ rằng Phật pháp quá hay, mình làm được thì phải giúp đỡ cho chúng sanh, phải dựng lại cái chánh pháp để cho loài người trên hành tinh này có những cái chỗ đứng, chỗ dựa cho nó vững vàng. Chứ mà thầy đi như thế này thì mình không chứng đắc, mình đầu hàng trước cái nghiệp, trước cái nghiệp của chúng ta. Cho nên thầy không đầu hàng lúc nào, thầy mấy con thấy gặp khó khăn thì vượt lên.
Thì vượt lên để làm gì? Để tạo cho có những ngày giờ nay người nào có đủ duyên bền chí, biết bao nhiêu người xách gói ra đi. Họ thấy họ sợ quá, họ sợ sống dọc họ, họ bỏ gói xách ra đi. Nhưng mà còn những người nào mà nằm lại đây thì mấy con thấy hôm nay nó có những cái lớp như thế này, nó có những cái tăng đoàn như thế này, để rồi chúng ta vượt lên để mà chúng ta thực hiện được con đường giải thoát hoàn toàn. Các con thấy cái sức bền chí, cái gan dạ của thầy trước cái việc làm của thầy, thầy cũng đầu hàng, gặp khó khăn thầy vượt lên bất cứ một cái khó khăn nào, chứ không phải là riêng cái sự khó khăn mà trên cái đường tu mà thầy vượt qua, mà tới cái việc làm của thầy, thầy đầu hàng trước cái sự khó khăn đó. Cho nên mấy con phải bắt chước thầy. Thầy là một cái gương hạnh sống vượt qua, không có, không bao lúc nào cũng vượt qua cái ác pháp hết, không có đầu hàng trước cái nghịch cảnh cái khó khăn gì cả. Nhưng mà mấy con biết không, cái bộ đường về xứ Phật của thầy xin phép ra được rồi, bây giờ mà phổ biến ra là thầy bị dập tan nát hết. Thầy báo trước cho mấy con, đừng có nghĩ, đừng có nghĩ là người ta để yên thầy đâu. Nó không những các cái tôn giáo, mà không những mà đại thừa, mà nó cả những cái tôn giáo khác nữa. Bởi vì thầy dập cái thế giới siêu hình, thầy đập những cái tư tưởng từ lâu tới giờ người ta đã truyền vào cái đầu óc của con người, loài người là có thế giới siêu hình, là có linh hồn, là có Đức Phật, là có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà bây giờ thầy dập xuống không còn ai nữa, mà đọc cái bộ sách này rồi, nhà nước cho phép rồi, thì thầy có quyền phổ biến chứ sao. Mà phổ biến thì ai nhắm vào thầy chứ còn nhắm vào ai? Giết cái ông này cho rồi, bít cái miệng ông cho rồi thì nó đỡ mình chứ sao. Lẽ đương nhiên là ai còn dám nói gì nữa. Thì mấy con sẽ thấy thầy nói rồi nữa, nó tìm mọi cách nó hạ uy tín của thầy đủ loại. Mà không được rồi, nó mượn ba cái thằng du côn nó vô đây, nó tìm của thầy ở chỗ nào, nó lôi ra, nó làm một cái một dao thôi. Thì mấy con không có ngày gặp thầy. Nhưng mấy con đã tưởng đầu phải giết thầy dễ đâu. Nó vừa tới giết thầy biết rồi. Thầy đâu ấy ngu quê như mấy con đâu. Nhưng cái gì nó cũng là do nhân quả mấy con, đừng sợ. Cho nên vì vậy mà thầy giải mấy con tu rồi, thì giết thầy còn mấy con có sợ nào đâu. Người nào cũng tu chứng hết là phải giết hết, có ai không. Cho nên bây giờ mấy con phải ráng nghe lời thầy tu tập, sớm chừng nào tốt chừng nãy. Bởi vì các tôn giáo ở trên cái hành tinh này nó bây giờ nó tập trung rồi. Bởi vì thánh của thầy nó đâu phải phổ biến ở trong nước đâu, nó cả thế giới rồi. Thì mấy cái tôn giáo này hồi nào tới giờ nói có cõi trời cõi đất cõi cực lạc thiên đàng gì đó, bây giờ nó bị dập đầu nó xuống hết rồi. Rồi một mặt khoa học nó chứng minh nữa rồi, thì bắt đầu bây giờ nó còn đất đứng ở chỗ nào thì nó không nhắm theo thầy sao. Mà mấy con không ráng tu thì thầy chết rồi thì kể như là mất luôn. Mười cái bộ sách đường về xứ Phật đó, nó đem đốt sạch, nó không có cho phổ biến chỗ nào hết. Nó giàu có tiền bạc nó nhiều, nó muốn đốt sạch đó chứ ở đó đừng nói chuyện. Cho nên nó, cho nên mấy con hiện giờ thì thầy chưa có cho phổ biến rộng lắm, nhưng mà Phật tử đến thì cũng cho, nhưng mà điều kiện để chờ mấy con tu sao. À, mấy con tu mà làm chủ được thì thắng chết rồi thì thôi cứ cho ra hết đi, đừng có để. Thì chừng đó giết thầy mà giết con thì mấy người kia còn sống. Còn người đối với giết mình có ăn thua gì đâu, tao về niết bàn sớm còn sướng hơn là tao ở thế gian, có phải không? Có vậy thôi. Còn mấy con còn ở thì còn cực khổ với gì, cực khổ phải dạy người chứ. Không lẽ bây giờ mình đã đền đáp ơn Phật ơn thầy mà giờ mình chung trong hang mình trốn sao, đâu có lý vậy. Cho nên mấy con phải chịu cực khổ nè, phải đi đứng lớp dạy nè, phải hướng dẫn người ta tu hành nè, phải cách thức lập trường lớp để dạy người ta, đem lại cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật giúp cho lại. Đó mấy con, hôm nay á là vì cái mục đích mà mấy con thấy cái diễn ảnh, cái diễn ảnh nó vừa tốt mà cũng là vừa xấu đó. Mà nếu mà chúng ta không chuẩn bị kịp những cái người tu chứng á thì ngày mai nó sẽ mất. Cho nên hôm nay ngồi trước mặt thầy là mấy con là những bậc A-la-hán đó, coi chừng á, mà A-la-hán giả thì coi gì hết hết á. Cho nên phải ráng mấy con ráng. Cũng là một cái sự sắp tấn của thầy, cũng là một sự nói thật tình mấy con. Trong từng phút từng giây chúng ta sống ở đây, chúng ta tiếng cười chúng ta thật sự, chúng ta cười vui chứ sự thật ở ngoài kia biết bao nhiêu nữa. Và cái chánh pháp của Phật mới có le lói một chút xíu thôi, nền đạo đức của đạo Phật nhân bản nhân quả thầy mới dừng lại có mấy tập đạo đức nhân bản, còn nhân quả chưa hết. Thì mấy con biết còn công việc nhiều, rất nhiều, không thể ít được. Rồi nằm cốt để cho các con phải tu chứng để đứng lớp dạy,
để đi từ chỗ này đến chỗ khác khắp cùng trong đất nước của chúng ta và ở ngoài quốc nữa, chứ không riêng ở đất nước nữa, thì mấy con phải tu để mà thông giáo, mấy con nói lên được tiếng nói của Phật giáo chứ. Do đó phải nỗ lực thật sự tu từng phút từng giây không được biến thể. Các con thấy một cái con người bình thường mà người ta siêng năng học tập, người ta trở thành những nhà văn có tiếng, người ta trở thành những cái người nguyên thủ của đất, của một nước ở trên hành tinh này, người ta chỉ cần siêng năng học tập thôi, thì cái có người xưa người ta nói câu nói cũng rất hay, nghĩa là những cái thời gian mà uống cà phê á, tôi chỉ dành những cái thời gian uống cà phê thôi, tôi học tập thôi, thì tôi cũng trở thành thiên tài chứ không phải là thiên tài ở trên trời rớt xuống. Cái ông Lỗ Tấn ông nói rất hay nữa rồi, nói còn nói rất hay, đúng vậy. Chúng ta là người siêng năng, đừng có bỏ cái thời gian, tức là thời gian mà chúng ta gọi là giải trí chơi này kia đó, thì sự tu tập của chúng ta cũng được, coi quý cái thời gian chúng ta tập luyện hẳn hoài hoàn toàn từng chút, không có phí thời gian của chúng ta giờ chơi, chứ sự thật ra không phải chúng ta chơi đâu, phải nói ngồi chơi để chúng ta hiểu cái nghĩa cho nó bình thường, nó xả, nó không có ôm pháp chặn pháp này pháp kia nó tu, nhưng mà trong cái tri kiến của chúng ta nó đều có sự làm chủ thân tâm, chúng ta gọi là ngồi chơi. Chứ sự thật nó đang tu, nó tu theo cái cách pháp khác chứ không phải nó đang ngồi chơi như cái người bình thường. Nó thì trong cái sự tu tập của chúng ta như vậy, phải cố gắng, nhớ chưa? Con là trẻ, Phước Tôn là trẻ, phải ráng dữ lắm. Những tuổi trẻ mấy con phải nỗ lực, mấy ông già người ta tu rồi, người ta già người ta tịch tục hải chứ sao, để cho mấy con phải là căng cái tay ra, cái sức khỏe của mấy con nó phải gánh vác cả một cái trái đất này á, còn gánh nổi trái đất không? Thầy cho một cái điểm tựa tập 7 cái đất còn bay ở nó gánh, phải không? Cho nên con nghe cái nhà khoa học cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ 7 trái đất, có phải không? Ông ta nói có ra mà đâu phải thầy nói đâu, ông ta nói có cái điểm tựa ông 7 trái đất rồi, còn bây giờ thầy có cái điểm tựa thầy cho con gánh cái trái đất này bị tiêu hết chứ đâu mà sao mà gánh không nổi. Nghe gánh trái đất nghe ở mà sư thật ra làm được không mấy con? Cái nội lực của chúng ta ghê lắm chứ không phải không đâu. Thầy tu rồi thầy con người nhỏ con như thế này cũng nhân quả sinh ra thế mà làm được những chuyện vĩ đại thiệt. Thằng đau bệnh sống chết muốn hồi nào làm theo hồi nãy cách rất cụ thể, nó không cãi lại mình, không bạch bảy vũ trụ, không phải là gánh trái đất thôi. Cái chuyện này nó lớn lắm. Còn con hay thì thường bây giờ con muốn chết muốn sống hồi nào thì đó là con bảy được vũ trụ rồi đó, gánh được trái đất rồi đó, chứ đâu phải thường. Đừng có nghĩ cái chuyện, thật sự ra cái chuyện này không phải là cái chuyện nhỏ đâu, mà nó chuyện lớn đâu. Chúng ta đang làm một cái việc lớn lắm, trong cái chuyện phi thường mà thế gian này người ta chưa dám nghĩ đến, chỉ có nhóm tu sĩ chúng ta nghĩ đến, chỉ có từ ông Phật đến chúng ta nghĩ dám nghĩ đến cái chuyện phi thường này, nghĩ đến cái chuyện làm chủ bốn sự đau khổ, làm chủ sinh già bệnh chết này, rồi làm chủ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, trời đất ơi, không có ai dám nghĩ đến. Thế mà bây giờ mình làm được thì mấy con nghĩ sao? Mình đang tập trung làm cái chuyện này là chuyện vĩ đại. Cho nên chúng ta không phải là làm những con người nhỏ, làm con người lớn. Không phải chúng ta tự ca ngợi mình đâu, mà nó là bằng chứng sự thật. Hằng ngày mấy con đầu óc người ta luôn liên tục nghĩ cái này nghĩ kia, mình hằng ngày đi ngược lại là không nghĩ. Mà nó không nghĩ thì tức là mấy con phải làm chuyện vĩ đại chứ sao? Chứ còn con mấy con để cho nó nghĩ tùm lum ra thì nó làm cái chuyện cũng bình thường của người ta sẽ làm được. Cho nên mỗi chút mỗi một phút mà mấy con tu tập là một chuyện mấy con làm vĩ đại, chứ không phải là làm chuyện nhỏ. Cho nên chúng ta ráng mấy con, phải ráng. Làm một chuyện lớn là phải một cái người lớn chứ, còn người nhỏ đâu có làm được đâu. Mình thú vậy là người lớn, cho nên phải làm chuyện vĩ đại. Đừng có xem mình là người nhỏ, tôi làm không nổi. Hãy vào đây rồi làm không nổi thì đi ra, không có được ngồi đây. Ngồi đây là người làm lớn chứ không có người làm nhỏ. Không? Nhớ kỹ không con? Thôi bây giờ con về đi, gặp cũng có càng. Con thấy về cái vấn đề tu tập nhất tâm đó thì con cố gắng giữ một cánh tay đưa vô. Rồi còn thời gian khác thì con có thể chuyên năng đuổi vô bệnh. Thì có trường hợp nào con chương trình với phiên với thầy không? Có trường hợp nào đó mà con đuổi bệnh hay này kia thì con sẽ trình. Có những cái chứng bệnh gì thì con sẽ trình diện.
Còn bây giờ về bạch này cho con đi. Cảm ơn. Kim Quang con. Con có viết trong bức thư từng thầy về cái pháp tu con tí chẳng cần. Con tu vậy được lắm, cố gắng tu tiếp tục. Giữ gìn như vậy cho thầy. Có cái gì mà thêm nữa thì báo cáo cho thầy. Còn tu như vậy là tốt. Không, thầy ra cô con sẽ từ tứ chánh cần đi sang qua tứ niệm xứ đó. À, nó chỉ không có cần phải đi qua cái sự nhiếp tâm an trú của cánh tay của hơi thở đâu, nhưng mà nó từ cái chỗ tứ chánh cần xả tâm này con sẽ đi qua tứ niệm xứ. Rồi từ tứ niệm xứ rồi sẽ được ở gần bên này. Rồi nói chuyện sao gì đó nói. Không, phải nỗ lực đi con, thầy sẽ dẫn dắt tới nơi đi chứ không có gì đâu. Mà ráng ở trong cái lớp học duy trì ráng. Để rồi thầy sẽ đưa những cái bài học cụ thể từng cái đạo đức ở trong một cái bài nó có nhiều cái đạo đức thì những cái đạo đức đó mình phải giải trình án như thế nào thì sẽ gửi đến cho mấy con để nghiên cứu những cái bài mà giải trình án của thầy đó. Và mấy con sẽ theo đó mấy con làm để mà triển khai cái tri kiến giải thoát của mình, tri kiến đạo đức không? Còn về phần tôi thì phải đáng đấy nha. Có gì hỏi thầy thêm không? Dạ con cũng có ghi mấy cái nhược điểm khuyết điểm của con mà con thấy không làm cố gắng mấy cái đó nó sẽ vượt qua. Dạ con sẽ cố gắng vượt qua, vượt qua. Dạ. Cố gắng tu tập. Nỗ lực đi con. Con Pháp Châu con chia ra 15 phút để nhiếp tâm phải không con? À con lên đây đi. Đó thầy thôi con. Con trình bày thầy vừa thế cho con tha thấm thanh nhãn ăn là vô hình. Con ngồi hơi khó thì ngồi vô cái là hôn tâm với lại chuyện cái chuyện lung tung là cứ học con nhiều lúc là tạm không được. Nhưng mà từ bữa thầy cháu con đi thân hình niệm con cứ 15 chấp hành nghiêm chỉnh là 15 phút là một lần. Nhưng mà con đi thì tất cả mọi cảnh là nhiều lúc anh thúc giục con là muốn đi cả 30 phút nhưng mà con này cũng được. Thầy cho 15 phút là 15. Tăng nó thuần. Mà thầy con thấy nó khỏe. Bệnh nó cũng không có gì cả. Và quan trọng nó không có. Và khi cả kinh nghiệm khác nó không khởi. Nhưng mà thành toán nó có chẹt vào vậy thì trong lúc con đi thì nó chẹt vào vậy thì thầy cho con biết con nên con dừng lại để mà coi như là con tập 15 phút, cẩn thận kỹ lưỡng trên pháp thân hành niệm, hoàn toàn không cho nó niệm. Khi xả ra nghỉ 15 phút thì có niệm gì cũng được không sao, thấy không? Còn khi mà khép vô để tu tập pháp thân hành niệm để nhiếp tâm thì giữ gìn không có cho niệm kẹt nào hết, thì như vậy mới có chất lượng. Ráng tu tập lấy 15 phút làm cái chuẩn để cho mình nhiếp tâm ở trong cái pháp thân hành niệm. Tập nữa để chuẩn, hoàn toàn là không có niệm mới được. Khi nào không có niệm rồi sẽ trình cho thầy. Khi mà nó chẹt vào thì đang lúc tập nó chẹt vào vậy thì nó chẹt vào khi ngồi xuống nên nó chẹt. Nếu biết đứng dậy để mà thực hiện cả cái là tạo thành là nó chẹt vào thì thầy cho con dạy con về. Bây giờ đó thì cố gắng nhiệt tâm hơn nữa, nhất định là không cho xẹt, hoàn toàn phải tỉnh táo ở trên khoảng 15 phút trên thân này. Đã nó có xẹt là biết rồi phải không? Bây giờ nhất định cái thời kế đó, nhất định là tu tập không có cho nó xẹt nữa. Rồi kế đó nữa cứ tập hoài không cho xẹt, quyết tâm, cái nỗ lực quyết tâm của con á thì cái quyết tâm đó nó sẽ không xẹt được. Có vậy đó thì 15 phút con còn vững. Chứ nếu mà nó cứ có xẹt á thì buộc lòng thầy phải cho con lui trở lại có 10 phút à, mất 5 phút á, không? Cho nên vậy là cố gắng tăng cái sức mà nhiếp tâm con hơn trên cái pháp thân hành niệm để 15 phút đó củng cố mà không thay đổi thì phải không niệm. Lẽ ra thì thầy có niệm thì thầy sẽ cho con lui đó, nhưng mà thầy thấy con bây giờ là tu tập như vậy là không có hôn đồng vì nguyên bi pháp thân hành niệm rồi, cho nên do đó ở trên 15 phút này cố gắng hơn nữa là không có cho niệm tâm thời nào, rồi con sẽ trình báo cho thầy. Kinh bạch Đức Tôn Lão
Con tập xong xong rồi thì trong 30 phút chưa đôi tập xong rồi thì con thấy tình nào mà đi con đi thư giãn thôi. Lúc đầu đi thư giãn nhưng mà con ngồi vậy đó là chỉ được 10 phút. Nhưng mà ngồi lâu quá là không thể ngồi được. Vậy là con cứ đi mà đi từng nào thì nó tỉnh tỉnh thức. Vậy thì được không có sao. Mà ngồi là nó không cho ngồi đâu. À, cứ đi đó. Thì bây giờ con cứ đi. Dạ. Rồi mai mốt đây là con sẽ khi mà con dẹp sạch ba cái môn tạm tiền nhiên rồi mặc sức mà ngồi. Dạ. À, bây giờ ngồi xuống nó buồn ngủ. Dạ. Cho nên bây giờ cứ tập đi, đi chừng nào mà hoàn toàn nó không còn có cái bóng dáng ngủ nữa. Dạ. Coi như nó lui hết, nó chạy mất hết rồi thì chừng đó mặc sức mà ngồi nó cũng không có tới đâu mà sợ. Hiểu không? Nhất là cái nhiếp tâm mà an trú cho được rồi thì cái môn tạm tiền nhiên nó sẽ nó theo đó mà nó cuốn gói nó đi. À, con về con tập lại cho kỹ lưỡng được gia lộc đó con. À, con thì cái thân nghiệp nó có bệnh nhưng mà cố gắng nhiếp tâm theo cái sức của mình thôi. À, để cho nó đạt được cái chất lượng như thầy nãy giờ dạy. Con làm được không con? Cố gắng đi, bởi vì đã quyết tâm tu rồi thì phải tập cho được, chứ đừng có lúc thì 15 phút, có lúc 20 phút không. Chọn lấy 5 phút hay là 4 phút hay là 3 phút tập hoàn toàn chủ động điều khiển được ở trên cái thời gian ngắn nhất của cái sức của mình để không có một niệm. Đó là cái căn bản nhất như hồi nãy giờ thầy đã nói. Thì tập như vậy và cũng chính như vậy đó, chính mà tập được như vậy đó thì con sẽ đuổi được bệnh ở trong thân con, nhiếp cho được rồi sẽ đuổi nó mới được. Thì hiện bây giờ con thấy đi kinh hành đuổi được bệnh thì nên đi kinh hành để đuổi được bệnh. Còn đi kinh hành mà chưa đuổi được bệnh thì tập nhiếp tâm trong hơi thở hoặc tập nhiếp tâm trong cái tay của mình. Để rồi có cái sự nhiếp tâm chặt chẽ rồi sau đó sẽ đẩy lui bệnh. Con vọng tưởng còn nhiều quá, nhớ cả lúc còn nhỏ cũng nhớ lại thì đó là vọng tưởng quá động. Đã quá khứ không tri tìm mà con lại tri tìm ở trong quá khứ nhiều quá thì do đó nó không có được. Cho nên vì vậy mà bây giờ làm sao bây giờ tự nó khởi ra chứ, tự nó nhớ lại hồi xưa chứ. Chứ thì con đâu có muốn phải không? Bụng con thì đâu có muốn nó giọng vậy. Mà tự ngồi đó rồi nó nhớ, mà tự tu rồi nó bây giờ nó yên lặng rồi nó nhớ ra. Cho nên vì vậy đó thì con phải nhiếp tâm cho cẩn thận, cho kỹ lưỡng hơn để cho nó đừng có khởi ra. Coi như nó luôn luôn lúc nào cái pháp nhiếp tâm nó làm cho vắng bạc quá trong cái niệm quá khứ cũng như cái niệm hiện tại cũng như một cái niệm tương lai, nó không bao giờ khởi trong đầu của con. Chẳng hạn như cái niệm hiện tại, có con biết cái niệm hiện tại là như thế nào không? Trong hiện tại con tu bước đi kinh hành đó là hiện tại, nhưng mà cái niệm hiện tại như thế nào? Chà, bây giờ mình đi như thế này tốt quá, đó là cái niệm hiện tại của con. Nó đi tốt lên đi chứ sao lại khởi niệm nó chứ vậy, có phải không? Đó, thì đó là cái niệm hiện tại, quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên người ta cứ ngỡ rằng hiện tại là tốt, nhưng cái niệm hiện tại không tốt mấy con. Mình đang sống trong hiện tại là tốt. Mình có cái phương pháp nhắc nó để cho nó sống ở trong cái thời gian hiện tại của nó, đối cái tượng của nó thôi. Chứ còn mình nhớ là bữa nay tu như thế này, đi như thế này, bước đi như thế này, nó biết như thế này, tức là nó biết trong cái hiện tại của nó, mà nó lại khởi ra cái niệm biết nó là cái niệm hiện tại, thì cái niệm hiện tại nó cũng là động con. Cho nên vì vậy mà cố gắng tập lại con kỹ lưỡng. Thầy đã phân, bởi vì ở đây con nói về quá khứ thì thầy phải nói về cái hiện tại và cái niệm tương lai. Mình lo lắng không biết rồi mình bệnh đau như thế này, biết là tu được không, đó là cái niệm tương lai. Tất cả những cái này đều là dừng lại, chỉ còn biết ở trong cái phương pháp đang tu mà thôi. Cái phương pháp đang tu, biết cái phương pháp, có phương pháp, ôm phương pháp, nó là cái phao, nó là chiếc bè để mà chúng ta vượt sông. Cái phương pháp đó là chiếc bè để vượt sông. Cho nên khi mà các con vượt qua cái dòng sông đó rồi thì cái pháp đó là cái bè đưa các con qua rồi, thì các con bỏ cái bè đó chứ không bỏ. Nhưng mà về cái giới luật thì lúc nào mà con sống, chứ không thể nói giới luật là cái bè. À, hiểu chưa? Cái bè là cái hơi thở. Mấy con nhiếp tâm đến khi tứ niệm xứ thì bỏ cái hơi thở ra, chứ không thể cứ ôm hơi thở thì không được. Cho nên có pháp là cái bè, mà có pháp là không phải cái bè.
cũng như bây giờ con ăn ngày một bữa, tức là dưới luật con giữ gìn như vậy. À, bây giờ con qua xong rồi, con ăn ngày ba bữa thì không được. Nó con lại còn nghiêm chỉnh hơn thì nó mới được chứ. Đồ ban quý thơ kiểu gì kỳ vậy? Phá dưới được à? Như vậy là cái thân hạnh nó còn có nữa, phải không? Cái thân hạnh nó có. Cho nên vì vậy mà con phải ráng tập rồi trình lại cho thầy. Theo thầy thấy con nên tu, nên tu không có được nhiều. Nên tu chừng 5 phút thôi, cố gắng. Con làm 5 phút nhiếp tâm được không? Cái thích nhiếp nữa. Dạ, cũng nhiều khi 5 phút nhiếp cũng chưa nổi nữa thầy. Dạ. Nhiều. Thậm chí có 1 phút nhiếp cũng không nổi nữa. Trời đất ơi, như vậy là thôi, đem mà đập chết cho rồi. Nhưng mà có khi thì nhiếp tôi cũng được khoảng 20 phút. Mà thường thường những cái dòng niệm, kính thưa thầy, nếu như mà vừa có dòng niệm thì con trả là con nghĩ liền được không thầy? À, cũng được, nhưng mà có điều kiện thôi, kiểu con tu thôi trở về thọ bát quan trai lại đi. Chứ bây giờ lên cái lớp người ta tu, người ta nhiếp ta 1 phút mà có khi được, mà khi không thì thôi. Trở về thọ bát quan trai mình tu đủ thứ hết. À, lúc thì nó có niệm thì mình xả ra mình tu pháp khác, có gì đâu. Thọ bát quan trai đã bao giờ hết dám chịu chú lớn. Chú lớn mắc ở dưới huynh đệ này quá rồi đó, tôi cũng đang học cái lớp này mà giờ cho tôi chú lớn tôi học cái thọ bát quan trai, giống như mấy người cư sĩ ngoài kia thì chắc tôi chết. Thầy nói thật sự ra cái trình độ của con là cái trình độ đang ở trong cái lớp thọ bát quan trai, mà giờ muốn lên cái lớp này là mình phải nỗ lực tu cho thật sự chết đó, chứ cái bệnh con này thầy thấy chứ cũng sắp chịu chết rồi còn gì nữa mà sợ. Bất quá hỏi gì được chôn cái chỗ rồi, có gì đâu mà sợ. Chứ nó bệnh như thế này thì làm sao, thì không tu nó cũng chết, mà tu thì nó cũng chết, thôi cứ tu cho nó chết đi. Thì bây giờ tu thật sự tu ở trên lớp này nhiếp tâm thầy, bây giờ thay vì người ta thầy cho 1 phút, con nhất định là phải 5 phút cho thầy, không nhận được tưởng về tập, mà hãy có vọng tưởng rồi đến đây biết. Một là đi xuống lớp thọ bát quần trai tu muốn còn sống, hai là nằm đây cho thầy để đập cho chết cho rồi. Thầy hỏi nhiếp được không, mà nhiếp được á thì thầy không đánh, mà nhiếp được thầy đánh. Cứ mỗi lần mà thầy bảo bây giờ nhiếp cho được 5 phút, nhiếp đi thầy ngồi đây, mà nhiếp không được mà có niệm trong đó thầy đánh cho một roi, rồi bắt đầu nhiếp lại, mà nhiếp không được thì đánh roi nữa, ngồi đó sợ roi quá thì mới nhiếp được. Mà nhiếp được là nhờ sợ roi chứ đâu phải giờ sợ thầy, có phải không? Thì con chỉ còn nước tiện như vậy thôi. Tính ra thầy như ban đêm mà con không có đi tình hành trong cốc, nhưng mà cũng muốn đi ra ngoài, mà con tắt cái câu nguyện tất cả chúng sanh tránh đường cho đi, con đi ở ngoài mà không dùng đèn pin được không? Được chứ sao? À, con có tâm tà thiết được, nhưng mà con đi hoài con sợ ma. Dạ không. Con ở khu đá tát người ta dĩa trên, con ở con mình con cũng đi vòng vòng mấy mộ đó con... không sợ gì hết. Dạ, vậy sợ. Là tốt rồi, vậy là tốt, vậy thì phải nhiếp làm cho được. À, gan dạ như vậy thì phải gan dạ nhiếp tâm nữa thì tốt rồi. Được rồi, thì vậy thì đi kinh hành con tác ý như vậy rồi con cứ đi, con không có lo. Bởi vì trước khi mình đi là mình kêu gọi tất cả chúng sanh hãy tránh đường tôi đi, xe của tôi chạy mà mấy người ở giữa đường thì tôi cán. Tôi đã báo trước, có phải không? Con đã báo trước rồi thì con đi con không sợ. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, mình có khởi được cái niệm từ của mình rồi thì mình nỗ lực mình đi để mình tránh được cái hôn trầm triền miên, con hiểu chưa? Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì mấy con phải nỗ lực hết mình. Thầy nói thì cho nó vui vẻ như vậy, chứ thật ra thầy thấy cái khả năng của mấy con chỉ cần dắt hết ra thì mấy con sẽ làm được. Thầy nói như vậy có nghĩa là thầy biết cái khả năng con làm được cái chỗ nào. Nếu mà để con mà không có chịu nghe lời thầy mà con lơ mơ thì nó phí cái thời gian tuổi đời của con rất tội, không? Cho nên con phải nỗ lực thực hiện cho thật sự 5 phút nhiếp tâm như vậy. Thầy không cho 1 phút nữa, người khác thầy cho 1 phút, con 5 phút vậy nhiếp cho được. Mà nói láo thì thầy bắt ngồi đây với thầy á, không phải thầy bắt nhiếp tâm đàng hoàng ngồi đàng hoàng, cứ mà có một niệm nào mà xảy ra trong 5 phút là bị đòn đó. Đào luyện cho người học trò mình trong thầy mới cực chứ sao. Thì thầy sẽ chặt cây tầm dâm chứ thầy đâu có chặt cái mây chứ, thì chặt cây tầm dâm coi theo thầy là phải trị thôi. Đó là cái nghiệp thầy đánh con đau chứ làm gì thầy, nhưng mà đánh cái nghiệp cho con sợ để mà con không được cứu, hiểu không? Nghiệp dày quá phải đập cho nó bay cái nghiệp. Thôi ráng đi, ráng tu tập rồi về đó tu tập 5 phút nhất tâm. Một buổi chỉ có tu 5 phút rồi nghỉ 5 phút, tu tập lại 5 phút, đúng 30 phút như mọi người 30 phút.
nỗ lực thật sự, thật tình đem hết, chết bỏ. Giờ nó có đau nhất cách gì nữa cứ ẩn nhíp ở trong ở cỏ, trong cánh tay, trong bước đi của con, thì phải tập trung kỹ lưỡng hẳn hoài, không có được để tâm mình nó chạy chiên chạy xẹo bên này niệm này niệm kia. Thời thức ơi, tới giờ này mà tôi mà nó còn nghĩ cái chuyện mà quá khứ hồi còn bé tí tị thì thầy không biết làm sao nữa. Giờ này mà còn nghĩ cái chuyện đó thì tôi quá đẹp. Cho nên không có được. Tôi đọc thử tới. À, còn một số bài nữa thầy sẽ cắt đây. À, bữa khác thầy sẽ gặp mấy con. Bây giờ thầy phải đi ra ngoài ban tôn giáo của huyện để làm giấy phép xin để cấp cái trường học và cấp cái khu cho những cái người mà mấy con mà lớn tuổi rồi nữa, dưỡng lão, mấy con ở dưỡng lão mà tu rồi. Cho nên vì vậy mà để rồi lần lượt là thầy sẽ gặp nhà mấy con, thầy sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho mấy con tu tập. Giờ 4 giờ thầy phải ra thầy gặp để mà bàn bạc cái vấn đề cho nó yên. Chứ còn mình muốn cất nhà, cất cửa hoặc là làm trường học này kia đều là phải thông qua của nhà nước. Nhà nước cho phép là, nhà nước chưa cho phép chưa. Nhưng mà cái lớp học á, chúng ta cất ở bên ngoài. Chứ nếu mà ở trong tu viện chúng ta thì không sao. Chúng ta cất bên ngoài là để chúng ta cho bà con trường sớm chúng ta ở trong khu chúng ta, họ đến họ đợi được. Chúng ta làm lợi ích. Bởi vì bây giờ nhà nước gọi chúng ta là tôn giáo văn minh, không phải là tôn giáo cố cựu. Nó văn minh là nó phải tiến tới. Cho nên cái chùa chúng ta, cái tu viện chúng ta nó sẽ có những cái lớp học nữa. Nó có những cái lớp học. Lớp học đó cũng như chúng ta học đạo đức thì người dân ở ngoài người ta không có thể, người ta vào đây người ta học được. Cho nên vì vậy buộc lòng thì mình phải cất cái trường lớp ở ngoài cho mọi người dân ở trong thôn xóm ấp, ở trong quyền cái xã này, người ta muốn học đạo đức người ta đến người ta học, để giúp cho người ta sống cái đời sống đạo đức, để làm đi giảm những cái tệ nạn của xã hội. Vì xã hội bây giờ những cái tệ nạn nó quá nhiều, chỉ có tôn giáo chúng ta mới có những cái nền đạo đức đó. Thì đây là cũng là cái tốt, nhưng mà nó lại cực thầy hơn. Nhưng mà cái vấn đề mà thủ tục thì thế mình làm phải ra sao chứ mình cũng chưa biết, nhưng mà mình làm để mình giúp dân giúp nước. Còn cái phần mà các con sẽ sau này tu xong thì mấy con sẽ đứng lớp, mấy con dạy con. Chúng ta có những cái nhân sự, có những cái người làm tất cả những công việc sau này. Cho nên một mặt thì đào tạo nhân sự, tức là đào tạo giảng sư, rồi một mặt thì lo xây dựng trường lớp. Các con thấy thầy làm nhiều lắm, mai mốt thì chết sớm, làm quá phải chết. Thôi con về con, ráng tu tập năm phút. Con thầy thấy cái kiểu con sống không dài đâu, mà không đáng tu tập. Một phần chúng ta bậc thầy thì con cũng chờ thầy cho con biết về vấn đề sự tu học của con trong tuần qua. Nhưng mà thôi thì giờ ngắn ngủi thầy bận công việc để chờ tuần sau. Thì hôm nay trước khi thầy rời khỏi đây đó, con có một cái vấn đề mà cần thưa trình với thầy. Có một vị thầy pháp danh là Chí Đạo muốn xin ngày mai này hợp cùng tăng đoàn chú con để làm cái lễ sám hối, thì thầy có cho phép hay không? Cũng được, con cứ làm lễ sám hối thì có biết sám hối, biết phát lộ ra những cái lỗi lầm của mình đó, thì được. Thôi bây giờ thầy sẽ rời khỏi đây, thầy chào mấy con.